cô cái bài số 1 nè. Ở bài này người ta yêu cầu mình là tìm đường đi ngắn nhất ha. Sử dụng cái extra để tìm đường đi ngắn nhất ở đây. Thì mình sẽ phải nắm cho cô cái thuật toán này. Thì ở đây là chúng ta sẽ làm cho cô trên đồ thị có trọng số. Và đây người ta truyền vào cho mình là một cái danh sách cạnh ha. Thì mình sẽ xử lý sử dụng cái thuật toán extra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 7. Thì ở đây nè, để làm thì theo thuật toán là bước đầu tiên mình sẽ từ cái đỉnh số 1 mình sẽ khởi tạo khoảng cách đến tất đến khoảng cách của đỉnh số 1 là 0 nè. Rồi khởi tạo khoảng cách nhỏ nhất đến các cái đỉnh khác sẽ là dương vô cực. Ha. Thì mình sẽ có được cái danh sách khoảng cách lớn nhất từ cái đỉnh 1 đến những đỉnh khác là bao nhiêu đó. Rồi sau đó mình sẽ đi vào mình chọn cái đỉnh A có khoảng cách nhỏ nhất và mình cập nhật lại. À, và mình đánh dấu là không xét cái đỉnh đó nữa. Thì bây giờ cô đi vào cô làm cái bài này. Ha. Bài này mình muốn làm trên danh sách cạnh á. Thì các bạn sẽ danh sách cạnh. Ha. Mình sẽ làm cho cô trên đọc từ danh sách cạnh nè. Thì cô sẽ khai báo một cái linked list. Trong cái linked list này của cô, của mình cái đồ thị có trọng số nữa. Thì cô sẽ tạo một cái linked list là một cái tích. Và tích này của mình sẽ gồm có đỉnh Y có cạnh đến đỉnh nào và trọng số là bao nhiêu ha. Rồi thì cô sẽ có một danh sách các cạnh nè. Thiếu chữ L ha. Đó. Rồi. Đồ thị của cô sẽ có N cạnh. Và mình sẽ xây dựng cho cô từ đỉnh V đến đỉnh W. Rồi, mình sẽ lấy cho cô cái hàm đọc và hàm xuất vào. Mà cái hàm đọc và hàm xuất này thì mình xử lý lại cho cô ha. Thì mình sẽ có đọc từ file. Rồi, lưu ý là cái hàm đọc của cô nó đọc vào trong cái linked list của mình là một tuple cho nên mình sẽ sửa lại một tí. Thì cô sẽ tạo ra một cái đồ thị ha, sau khi đọc vào xong. Thì ở đây cô sẽ tạo ra một cái đồ thị có N cộng 1 đỉnh ha. Thì là một ở đây mình sẽ truyền vào cho cô một cái linked list, một cái tuple. Của mình ở đây mình đưa vào cho cô là hai cạnh ha. Hai cạnh của mình là integer. Là một cái là để lưu trữ ở đây của cô nè. Cái này của cô sẽ là lưu trữ đỉnh kề ha. Đỉnh kề và trọng số. Đó. Thì mình sẽ tạo một cái đồ thị gồm có đỉnh kề và trọng số tương ứng. Rồi mình sẽ đọc cho cô nè. Đọc từ N ha. Rồi. Đọc E của mình là sẽ có N nè, số cạnh nè, V nè, W. Vậy là cô khai báo thêm một cái E nữa, số cạnh ha. Vậy là đây của mình sẽ đọc cho cô là đọc E nè. Rồi đọc V là thằng phần tử số 3. Đọc W là phần tử thứ 4. Đó.
rồi tương ứng mình sẽ xử lý là mình sẽ tạo ra một cái đồ thị ha, có n cộng một đỉnh để bỏ vào đỉnh không. Rồi ông ta nhập giá trị cho đỉnh đó, thì đây mình sẽ new mới cho cô ha, một cái tuple luôn. Grab y của cô sẽ làm new một cái linked list ha. Của mình làm new mới, thiếu một cái dấu đóng ngoặc ở đây. Rồi mỗi đỉnh thì mình không cần xử lý nữa ha. Thì đây cô sẽ, đây mình new mới tương ứng. Rồi sẽ gọi cho cô add từng đỉnh vào ha. Y của cô sẽ bằng 1 nè. Mình diệt từng cái cạnh này nè. Diệt từng cạnh này lấy ra. Y sẽ bằng 1, y bé hơn bằng e. Rồi. Mình xử lý cho cô là cắt từ cái tương ứng ra. Thì đây cô sẽ gọi cái hàm sub để cô cắt nha. Rồi. Mình cũng gọi cái hàm add vào. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ add vào cho cô là ba cạnh. Cô sửa lại bên dưới ha. Bên dưới cái hàm add này của cô sẽ là add đỉnh bắt đầu, đỉnh kết thúc và trọng số. Thì đây của mình là bắt đầu từ đỉnh nào nè. Nè. Từ cạnh. Rồi. Mình sẽ có cái quay trọng số cho nó. Là mình sẽ add cái begin vào nè. Add cho nó hai cái, cũng là add last luôn ha. Nhưng mà add cho cô một cái new tuple. Ở đây mình sẽ truyền vào cho cô hai cái giá trị tương ứng. Tại vì ma trận của mình, ma trận có trọng số nè. Đó. Add các giá trị này vào. Ở đây nè, cạnh 1, 3 thì cũng sẽ add cạnh 3, 1 luôn. Cho nên cô sẽ làm hai cái luôn nè. Begin thì mình sẽ truyền lại là mình add end. Mình add hai cạnh vào luôn. Đó. Rồi trên này thì mình sẽ truyền vào cái sub 0 là begin nè ha. Sub 1 nè. Sub 2. Đó. Rồi hàm xuất mình cũng sửa lại cho cô cái hàm xuất một tí. Hàm xuất ở đây của cô là duyệt từng cái, vì cái này của mình nó không phải là integer nữa, nó là một cái tuple. Đó, chạy thử nè. Bây giờ cô sẽ tạo cái file test bài 7.1. Đưa nguyên cái này vào.
cái ba trận kè đây, nó sẽ ra được cho mình là một là sẽ có 1, 2 quay là 3 ha. Rồi vậy là kiểm tra lại giùm cô xem đúng chưa ha. Mình sẽ có nè, 1, 2 là 3 nè, 1, 3 là 18 nè, 1, 4 là 6 nè, 1, 5 là 9, 1, 6 là 15 hết. Rồi mình sẽ có 2 thì sẽ có 21 là 3, 23 rồi 24 là sẽ có 4 là 2 đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào mình viết cho cô cái giả thuật tìm đỉnh lớn, đường đi ngắn nhất từ hai đỉnh ha. Giờ bên này cô sẽ viết cái hàm xử lý tìm đường đi ngắn nhất của hai đỉnh ở đây. Rồi mình cái hàm cơ bản tí nữa cô sẽ gửi cho các bạn cái file này ha. Các bạn chỉ cần viết cho cô cái giả thuật bên dưới thôi. Thì bây giờ người ta yêu cầu nè, rồi bây giờ người ta yêu cầu như sau, viết cái hàm để truyền vào đỉnh bắt đầu, đỉnh kết thúc, trả về cái đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh đó. À, sử dụng cho cô cái thuật toán là distance để mình xử lý ha. Thế là bây giờ mình xử lý cho cô nè, truyền vào đỉnh bắt đầu và đỉnh kết thúc, trả về cái đường đi của hai đỉnh đó. Thì bước 1 của mình sẽ xử lý nè, mình sẽ tìm cho cô cái min ha. Bước 1 của mình là mình sẽ khởi tạo các tham số chứ. Khởi tạo cái gì đây? Mình sẽ khởi tạo cho cô là khoảng cách đến đỉnh bắt đầu bằng 0 ha. Và min khoảng cách của các đỉnh khác là dương vô cực, là max ha. Rồi sau đó mình sẽ đi vào mình tìm, bước 2 của mình sẽ là tìm, lặp lại cái tìm min ha, tìm khoảng cách nhỏ nhất từ cái điểm bắt đầu nè đến các cái đỉnh, và mình sẽ cập nhật lại cái khoảng cách này ha để mình xử lý. Đó là cái giả thuật các bạn học ở giờ lý thuyết. Thì giờ mình sẽ viết cái này. Để mình khởi tạo khoảng cách này thì mình sẽ cần có một cái mảng. Cô sẽ tạo một cái mảng integer. Mảng này của cô sẽ là mảng lưu trữ khoảng cách ha. Sẽ có n cộng 1 đỉnh nè, bỏ qua đỉnh 0 nha. Thì mảng này của mình là lưu độ dài đường đi ngắn nhất từ S đến N, từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Rồi mình sẽ có, cái này học ở lý thuyết đúng các em. Mình sẽ có một cái mảng nữa để lưu cái đỉnh trước cái đỉnh N này nè mình đang xét ha. Free của cô cũng bằng y chang. Vậy là mình sẽ lưu cái đỉnh trước của đỉnh E, đỉnh E. Rồi mình sẽ đi vào, mình sẽ khai báo một cái mảng là visited, lưu với là cái đỉnh nào mình đã đi qua. Rồi bây giờ mình sẽ có cái bước 1 khởi tạo nè. Bước 1 của cô sẽ duyệt từng đỉnh. Đỉnh của mình bắt đầu từ 1 nên đi từ 1. Y bé hơn bằng N. Đi từ đỉnh 1 bé hơn bằng N. Rồi mình sẽ khởi tạo các giá trị ở đây.
cô sẽ khởi tạo cái y là khởi tạo khoảng cách lớn nhất ha, của y lớn nhất thì view vô cực thì cô cho là integer chấm max value đó, khởi tạo khoảng cách lớn nhất nè, khoảng cách lớn nhất min của nó là max của integer luôn, là khoảng cách lớn nhất. Rồi rì của nó, rì của cái đỉnh đó thì cô sẽ cho nó bằng trừ một à, là chưa đi qua đỉnh nào hết. Visited thì để bằng false, mặc định nó là false rồi ha. Đó là mình khởi tạo cho tất cả các đỉnh luôn. Rồi gán khoảng cách của đỉnh bắt đầu bằng không, vậy là cái x của star của cô nè bằng không. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại cho cô cái bước số 2. Bước số 2 là người ta yêu cầu là tìm min và cập nhật. Cô sẽ cho y đi từ, cái này là biến đếm của cô á ha, không phải là y nữa mà là biến đếm để mình lặp lại bao nhiêu lần. Cho y đi từ 0 đến n trừ 1 thôi, không cần đến n đỉnh đâu ha. Mình chỉ cần đến n trừ 1 đỉnh là mình sẽ so sánh cái đỉnh, cái đường đi nhỏ nhất rồi, tại vì hai đỉnh là một đường đi rồi. Cho nên mình duyệt tới n trừ 1 thôi ha. Rồi trong này mình sẽ làm gì ở đây? Mình sẽ tìm min. Sau đó mình sẽ cập nhật. Cập nhật cho cô cái xử lý là cái khoảng cách của cái điểm mình xử lý ở đây nè với cái kề à, người ta yêu là khoảng cách từ cái đỉnh gốc star đến những cái đỉnh mình xử lý là đỉnh kề của nó, là mình lần lượt mình xét cho cô, xét các cái đỉnh kề à, đỉnh kề này cô cho là đỉnh kề của cái đỉnh star à, để mình cập nhật cái khoảng cách nhỏ nhất. Vậy là ở đây của cô sẽ khai báo một cái tìm min nè. Thì cái min này của cô nó sẽ bằng khoảng cách nhỏ nhất từ điểm bắt đầu ha. À, khoảng cách nhỏ nhất mà mình đưa vào thì cô sẽ đưa vào, cô sẽ khai báo một cái hàm min ha. À, khoảng cách trong cái mảng lưu trữ cái đường đi của mình nè. Và khi mình tìm thì mình đánh dấu luôn là những cái đỉnh nào đã đi qua ha. À, đánh dấu luôn những cái đỉnh đã đi qua ở đây. Rồi vậy thì cô sẽ viết một cái hàm tìm cái khoảng cách nhỏ nhất ha, để mình đi vào mình xử lý cho cô. Trả về khoảng cách nhỏ nhất. Hàm này của cô sẽ truyền vào hai giá trị ha. Giá trị thứ nhất là trả về cho cô là cái truyền vào một cái mảng chứa khoảng cách. Đây, chứa khoảng cách của từng đỉnh mình tìm nè. Rồi truyền vào cái mảng visited, return về cho mình cái khoảng cách nhỏ nhất. Cái giải thuật này các bạn cần nắm giùm cô ha. Đó là mình đã xử lý rồi, là mình muốn lấy được cái khoảng cách ngắn nhất của các đỉnh thì mình sẽ duyệt từ cái đỉnh đó, mình đi hết trong cái đồ thị của mình để mình tìm ra cho cô là cái đỉnh nhỏ nhất, cái khoảng cách nhỏ nhất của cái đỉnh có thể có. Thì ở đây cô sẽ xử lý cái hàm xử lý ở đây như sau. Ban đầu cô sẽ gán cái min sẽ là bằng giá trị nhỏ nhất ha. Tại vì ma trận có trọng số nên giá trị nhỏ nhất mình không biết bằng bao nhiêu, thì cô cho là giá trị min của mình cứ bằng max chứ, max value. Rồi một biến nữa là biến index, min index.
cô sẽ bằng trừ 1. À, bây giờ mình sẽ đi tìm cái giá trị Mercedes trong cái mảng này. Meninet sẽ bằng y. Đó. Rồi return về cái meninet. Để là đây cô sẽ lấy ra cái meninet đó để cô xử lý. Ha. Có nghĩa là ở đây nè, mình sẽ xử lý cho cô là kiểm tra xem cái đỉnh nào, duyệt từng đỉnh nè. À, mình sẽ phải kiểm tra xem là đỉnh nào, đỉnh A mà chưa xét đó, thì mình mới tìm cái meninet nha. Cô đưa vào trong cái đỉnh A đang xét. Nếu như mà đỉnh A chưa xét là visited của A bằng phone nè, là cái đỉnh Y á. Nếu một cái đỉnh Y mà nó chưa được xét và khoảng cách của cái đỉnh Y đó bé hơn hoặc bằng giá trị min của mình, thì mình sẽ cập nhật lại cái min của mình bằng cái đỉnh Y ha. Tại vì mình sẽ tìm nhiều đường đi nha. Ví dụ từ cái đỉnh 1 qua cái đỉnh số 3, nó đang là 3 đi, nhưng mà mình đi tìm 3 cộng 12 là 15 nè, nhưng mà mình sẽ tìm được ra là 3 cộng 2 cộng 7, nó nhỏ hơn ha. Thì mình sẽ đi cập nhật lại cái meninet bằng cái điểm mới. Thì đây là cái để mình cập nhật lại cái meninet đó ha. Ban đầu cô để meninet bằng max value ha. Meninet của cô bằng -1, có nghĩa là chưa xác định được điểm này nhỏ nhất hết. Mình duyệt từng đỉnh rồi mình tìm một cái đỉnh Y mà đỉnh Y chưa xét và khoảng cách của đỉnh Y là nhỏ nhất. Nhỏ nhất nó bé hơn cái min này nè, thì nó là nhỏ nhất ha. Thì mình sẽ cập nhật lại cái min bằng cái khoảng cách của đỉnh Y đó, và meninet của mình sẽ bằng Y. Trả về meninet. Sau khi cô trả về meninet rồi thì ở bên này cô chỉ cần xử lý là mình có được cái giá trị meninet là U nè ha. Thì bây giờ U này chính là cái đỉnh mình sẽ xử lý. Thì cô sẽ cập nhật cái đỉnh U về là đã đi qua rồi, để tí nữa mình không xử lý cái đỉnh U nữa, bằng true. Rồi sau đó mình sẽ phải cập nhật lại đỉnh kề của đỉnh U đó ha. Xét các đỉnh kề của đỉnh U, cập nhật lại khoảng cách. Vậy là cô sẽ duyệt từng cái foreign nè, từng cái item trong cái graph của U. Rồi mình xử lý thì em này, mình kiểm tra cho cô nếu mà chưa đi qua U. Rồi và khoảng cách của U không bằng cái max value. À, max value là cái ban đầu mình gán vào á. Rồi khoảng cách của U cộng với lại quay của nó vậy là mình sẽ phải lấy cái item này nè, lấy cái quay ra thì cô khai báo hai biến đi. Một cái item thì mình sẽ có một item của nó là khoảng cách cộng với lại trọng số, cái này của cô nè. Trong từng graph U thì cô sẽ lưu trữ cái
trọng số với lại cái khoảng cách. Vậy là cô sẽ khai báo cái V sẽ bằng cái item này nè, chấm item 1. Item 1 của cô chính là cạnh ha. Rồi cái quay của cô sẽ bằng cái item chấm item 2 ha. Là mình sẽ có cái cạnh và cái khoảng cách của nó là bao nhiêu. Vậy thì cô chỉ cần kiểm tra xem là của mình là nó có đi qua cái U này của cô nè, có đi qua cái đỉnh V hay chưa. Nếu mà cái đỉnh V chưa đi qua ha, và cái khoảng cách của cái đỉnh U mình đang xét nó khác cái max value. Rồi khoảng cách của đỉnh U cộng với lại cái quay này nè bé hơn cái khoảng cách của V, thì mình cập nhật lại. Cập nhật lại khoảng cách của V sẽ bằng cái khoảng cách của U cộng với cái quay. Mình đổi cái đường đi khác á. Rồi khai báo cái đỉnh trước của cái đỉnh V sẽ là U. Mình làm lại, có nghĩa là mình cứ duyệt hết tất cả các đỉnh kề ha. Duyệt hết tất cả các đỉnh kề nè của U. U là cái đỉnh nhỏ nhất mình tìm thấy cái khoảng cách đi ha. Cập nhật lại, duyệt hết các đỉnh kề của U, lấy ra cái đỉnh kề đó và trọng số của nó. Rồi kiểm tra xem cái đỉnh kề đó mình có đi qua hay chưa. Nếu mình chưa đi qua và cái khoảng cách của U nó bé cộng với lại cái trọng số bé hơn khoảng cách của V, thì mình sẽ thực hiện mình cập nhật lại cái khoảng cách của V sẽ bằng khoảng cách của U cộng với lại cái trọng số. Đổi cái đường đi cho cô ha. Thì mình sau đó là lưu cái U này vào trong cái mảng chứa cái đỉnh phía trước của đỉnh V. Chúng ta sẽ lưu cái U vào cho cô. Rồi sau khi mình lấy xong cái này thì bắt đầu mình có cái đường dẫn rồi ha, thì mình sẽ xuất ra. Vậy là bước 3 của cô sẽ là truy vết ha, xuất ra cái đường dẫn đó. Thì để xuất ra cái đường dẫn thì cô sẽ khai báo trong một cái linked list integer. Rồi mình xử lý cho cô ha. Mình sẽ đi vào cho cô từ y của cô đi từ cái điểm. Mình xử lý nè. Y của cô sẽ đi từ cái điểm n nè. Tại vì mình tìm được cái đường đi rồi, nó đang ở điểm n ha. Và đưa cái điều kiện không bằng -1. À. Mình duyệt từng cái phần tử ha, xử lý ở trong cái mảng của y. Rồi ở đây cô xử lý sao? Cô ép cái đường dẫn nó vào, ép từng cái điểm nó vào trong cái đường dẫn, ép first ha, để mình khỏi phải đảo. Rồi xuất ra. Người ta yêu cầu xuất ra con số của khoảng cách luôn. Thì đây của cô cái khoảng cách. Truyền vào cho cô cái khoảng cách là cái list của mình nè. Ở phần tử thứ. Nè. Nè.
thiếu cái dấu đóng ngoặc. Đó. Chạy thử ha. Bên này mình sẽ gọi cho cô cái truyền vào cái V W, yêu cầu nó sẽ trả về cho mình là cái đường dẫn từ V W là mười bốn nè ha. Đường đi của nó sẽ là 1 qua 2 qua 4 qua 5 qua 6 qua 7 đó ha. Rồi cô sẽ gửi lại.